Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một công dụng hay từ cái kẹp giấy nè. Nó không chỉ để kẹp giấy hay kẹp hồ sơ, nó còn có thể giúp chúng ta trong những công việc khác ha. Thì hôm nay mình chỉ ra cho các bạn biết nó có thể có thêm một công dụng hay nữa để cho các bạn có thể áp dụng trong đời sống của mình ha. Rồi, trước tiên là các bạn sẽ lấy kìm và bẻ như thế này cho mình. Sau đó các bạn sẽ dùng một cọng dây thun nè. Rồi thì bây giờ chiếc kẹp giấy của chúng ta đã biến thành một cái giá đỡ điện thoại ha. Một công dụng rất là hay nha các bạn nha. Nó vừa có thể kẹp giấy và có thể kẹp được điện thoại để thành một cái giá đỡ điện thoại ha. Và các bạn có thể kẹp được bất cứ nơi đâu ha. Các bạn sẽ kẹp vô như thế này ha. Rồi, mình sẽ để đứng được nè. Để đứng nha. Đó. Còn nếu không các bạn có thể để nằm nè. Đó, rất là hay nha. Các bạn có thể kẹp nó ở bất cứ nơi đâu, ở trên cao hay chỗ nào cũng được để tiện chúng ta ngồi xem ha. Rồi, bạn có thể dùng chiếc kẹp này để kẹp bất cứ nơi nào ha. Để mà các bạn treo điện thoại các bạn nè. Đó. Các bạn thấy không? Rất là ok nha. Thì mỗi khi mà các bạn lướt mạng xã hội mà các bạn mỏi tay và muốn xem được lâu hơn á, thì các bạn có thể lấy một chiếc kẹp giấy ra để mà áp dụng theo cái cách này của mình. Một công dụng rất là hay nha. Các bạn có thể kẹp được bất cứ nơi đâu để mà các bạn treo được cái điện thoại, là một cái giá đỡ điện thoại để mà xem rất được lâu và bền bỉ nha các bạn nha. Rồi thì các bạn có cách nào hay hơn thì các bạn cứ bình luận bên dưới để mọi người cùng biết, cùng chia sẻ với nhau nha. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.